Công nhận thì chú chạy nhanh thật đấy. Cháu lao vun vút mà chú phóng cứ vèo vèo. Này, sáng nào cũng hai vòng bờ hồ đấy. Ui giời, bà xã nhà tôi không ngăn cản à? Chạy việc xã dứt khoát được giải. Ui giời ơi, cháu hỏi ký ông phải năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ? À, mới có 65 thôi. 65 mà cháu phải gọi bằng bác ấy. À, bác hay chú. Bác ơi. Cái gì? Ê, năm nay bác 65 tuổi mà sáng nào cũng chạy hai vòng bờ hồ, các khi bác phải tuổi trâu tuổi bò. Này, cậu định nói đều tôi đấy phải không? Cháu làm sao dám nói đều bác ạ. Nhưng mà cháu muốn nói với bác một điều này này. Chạy thể dục buổi sáng chưa chắc đã tốt đâu. Người ta nói rồi, què chân bóng đá, tóp má, điền kinh, chất bất thình lình, thể dục buổi sáng. Rồi, không yêu thuyền nữa. Hai ra, tên gì? Thôi, bác hỏi tên cháu làm cái gì? Hoài, đây là quy định của phường. Tên gì? Tên gì? Này, có đùa với tôi đi à? Tên gì? Tên gì? Nghiêm chỉnh nhá, tên gì? Không, tôi bác buồn cười nhỉ? Cháu tên là gì thì cháu bảo cháu tên là gì? Nói thế mà không hiểu. Chạy thì nhanh nhưng mà máu lên não chậm lên. Tức là cậu tên gì đi? Vâng. Họ. Họ Văn gì? Họ và tên bố mẹ. Họ và tên bố mẹ từ rồi. Từ là từ thế nào? Từ là từ bỏ rồi. Không chịu được thằng con trai như thế này là họp gia đình, họp họ hàng, lôi nhau ra phường, đóng xấu phịch một phát, cháu trở thành đời cô liệu. Bởi vì ông con quý tử mang hết đồ đạc đổi thành ma túy để hút hít chứ gì? Cháu không mang đâu, cháu vác đấy chứ. Xin tử tế cho cháu mang, không cho cháu vác qua cửa sổ luôn. Thôi được rồi. Nhà đâu? Đã là thằng đàn ông sống không cần nhà mà vẫn sống. Có phải không ạ? Đội trời đạp đất ở đời, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, Từ Hải truyện Kiều của Nguyễn Du, trang 61. Thôi. Nguyễn Thiện. Cụ thể thì nhà ở đâu? Không gia đình. Victor Hugo, những người khốn khổ. Này. Tôi là loại người am hiểu văn học kim cổ Đông Tây. Tôi không hiểu tại sao lại cậu lao con đường hút hít hả? Cháu có lao đâu. Nó lao vào cháu ấy chứ. Cháu tránh mãi không được lúc đầu tiên, nhưng nó lao vút một phát cháu né được. Nó lao vút thứ hai cháu nhanh như sóc cháu né được. Nó lao vút phát thứ ba cháu vẫn nhanh như sóc nhưng không né được. Tôi hỏi thật, cậu nghiện mấy năm rồi? À, cháu nghiện cũng khá lâu rồi. Hút bao nhiêu lâu? Khổ quá bác buồn cười nhỉ. Đấy có phải thành tích tôi mà ghi nhớ.